Rồi, chào tất cả anh em mình thủ nha, quay trở lại vào ngày hôm nay, bây giờ ngày 8 tháng 4 thì bây giờ tổng cộng thì mình có là 24 mẫu cần nha. Thì giới thiệu sơ lược những dòng ở đây. Có nhiều mini cần súp như này, súp Shimano này, Spinjoy. Này, súp nha, ISO, cần dây trong, cần tay thì có những dòng như đây là cần tay rút 5m4. Đây con này có một con ráp khúc nha. Ráp khúc hạ lóng 6m3 5m4 này. Cần tay rút ở đây thì có một con ISO hạ tay, cần tay rút cho mình. À, cần fly, cần lô thì có những dòng đây. Đây thì có một con ba khúc, cần lô như này. À, Lumatic rất nhẹ nha. À, con này thì hàng Mỹ nha, em thanh lý giá rẻ cho mình này. Con này thì thanh lý ở Anh nha. Cần chỉ sử dụng luôn, mua về nhưng cứng quá thì thanh lý bằng nửa giá thôi. Trong hàng Mỹ ạ. Cắm gốc là một số hai chi, công ngâm lan xe và hai khúc. Rồi chốt đơn thì cứ như cũ như này, liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Rồi mã số 1 thì em sẽ có cho mình một con cần nha. Ship code thì 30.000 một đơn toàn quốc nha này. Anh em nhận hàng đủ kiểm hết. Mã số 1 thì sẽ có một con cần dạng cần súp của dòng Shimano. Đây Shimano. Con này thì độ dài con này là 3m05, độ cứng là ZX. Con này rơi cho tầm mình tầm khoảng vào 20 nha. Tầm khoảng 20 thôi. 10 nhưng cứ tầm khoảng 20 tích cần súp á. Hàng China xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng đây. Những cái dòng Spinjoy này á thì đa số là hàng China hết nha. Và khoen của nó là khoen Fuji này, loại xích xích hết. Có cái ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Con này dạng thì ISO cần súp cho mình. Đây ngọn sẽ kèm 1 này 2. 1 2 khuyên chạy nha. Phôi carbon xoắn vân. Đây. Những dòng thôi cho nên mình câu ISO này, dạng khuyên lớn hoặc câu súp cũng được nha. Câu ngâm. Đây, tổng thể thế này. Còn thì còn rất là ok. Rồi khoen Fuji loại Sinaxit. Độ dài con này là 3m05, độ cứng là tầm khoảng 20 á. Trọng lượng của cần thì là 200g, ngọn 2 ly, mã số 1, giá 700.000 ạ. Mã số 2 sẽ có một con cần cũng dạng cần súp như này. Con này cần cũng dạng cần súp, cùng ngâm lăn xe cho mình này. Cần súp con này thì cần carbon của dòng Century Olympic nha, Olympic Century. Độ dài của cần là 2m4. Đây, Black Spin. Hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có tem vàng đầy đủ. Thì bát con này bắt gập này, bắt gập như này. Bắt gập của cần là bắt gập Fuji F6. Đây, tổng thể thế này. Cần có rất là đẹp. Và dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám. Đây, cần rất đẹp nha. Con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Con này độ cứng của cần thì cũng tương đương tầm khoảng con số 1 nha. Con ISO, con súp của Shimano cho mình á. Ngọn sẽ kèm hai khuyên chạy và phôi thì còn rất là đẹp nha. 2m4 cần đi kèm cho mình là 4 lóng á. Đây, cần 4 lóng nha. Cần 4 lóng rất là ok. Khoen Fuji xứ xám. Độ dài là 2m4, nó cứ tầm khoảng vào 20 tính theo cần súp. Trọng lượng con này rất là nhẹ luôn, chỉ có 135g. Ngọn 2 ly mã số 2, giá 550.000. Những dòng thì mình câu lô rút, câu ngâm lăn xe vẫn được này. Mã số 3, số 3 thì ở đây sẽ có một con cần súp. Đây con cần súp carbon như này của dòng T-Game. Độ dài con này là 3m9, độ cứng là 20, tầm khoảng từ 15 đến 25 tính hoặc tầm khoảng 20 cho mình. Tính giữa nha, chung chung này. Đây hàng Nhật bãi. Con này thì mã của mình là mã số 3, cần súp 3920, bắt là bắt thường. Và dàn khoen của con là khoen thường nha. Đây khoen thường loại xứ đá này cho mình. Độ cứng 20 thì con này ngọn cần thì ngọn lớn nha. Những dòng thì ngọn đo cho mình tầm khoảng 2.8 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 2 khuyên chạy này. Đây 1 2 khuyên chạy. Phôi con này thì phôi rất là sáng. Đây, hàng Nhật bãi khuyên bất thường nha. Khuyên bất thường thì giá thành sẽ rẻ hơn những dòng khuyên Fuji cho mình á. Đây tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì con được cho mình là 280 g, mã số 3, giá 550.000. Con này thì anh em có thể đánh lục độ cần cùng ngâm của lăng xe vẫn được nha. Đây, cần có rất là ok. Mã số 4 thì cũng có một con cần súp như này. Cần súp con này cần carbon của dòng Promane luôn. Độ dài của cần là 39 của dòng Wonder Súp. Nước sơn màu đỏ, tay cầm được làm nhám, nắp chụp xoay bằng inox. Dàn khoen của cần là dàn khoen thường nha. Đây khoen cần là khoen thường và pad là pad thường cho mình luôn. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 3 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 25 á. À, tầm khoảng 25 nha. Cùng ngâm lan xe. Khoen pad thường cho mình ạ. Đây nước sơn còn đẹp nha, màu đỏ cho mình. Phôi carbon, nước sơn màu đỏ và carbon xoắn vân. Đây, cần còn rất là ok nha. Đẹp nè, đây có đóng sơ bị chống nổ. Tổng thể thế này. 39 độ cứng tầm khoảng 25. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào EX ạ. Con này trọng lượng của cần thì cần được cho mình là 390g. Mã số 4. Giá con này là 550 này. 550.000. Đây, cái mắt thường nha. 39 cứng tầm khoảng 25. Tiếp theo mã số 5 sẽ có một con cần ISO. Con này cần ISO khoen nhỏ. Cần này của hãng là hai carbon NFT như này, NFT nội địa Nhật, độ dài cần là 5m4, độ cứng 2. Đây hàng nội địa Nhật nha, đây có cái tem nó bị xước một xíu này. Độ cứng 2 thì hạ tay cũng tầm khoảng từ 3 cho đến 4h. Con này ngọn cũng cần á
thì bên Nhật người ta đã cắt bớt ngọn cho mình một xíu rồi. Hiện tại thì ngọn cái này đo cho mình là ngọn 2 ly 5m4, thì con này em đo được cho mình tầm khoảng vào 2m25 nha, nó hụt tầm khoảng vào hơn 10cm á. Phôi cuối cùng là phôi carbon xoắn vân, đây cần rất đẹp này. Con này anh em về hạ cần tay á, đánh chép vẫn được nha, cần hai là đánh chép được rồi. Con này cần ra thẳng nha, cần rất là thẳng, và phôi cuối cùng là phôi carbon xoắn vân. Đây tổng thể thế này, khoen pad Fuji loại xi đá xám, cái ngọn thì bị cắt một xíu nha này, người ta đã thay cái đầu bu vào thì nó cái ngọn nó không bóc hiện chạy nha, đây nó ngắn hơi ngắn một xíu. Hiện tại thì đo cho mình tầm khoảng vào gần 2m3 nha, 2m20 mấy á. Rồi ISO khoen nhỏ của hàng đầy FT 5m4, tay cầm thì được quấn chị nha, cầm rất chắc tay, nắp chụp xoay bằng inox, khoen pad Fuji, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 300g, mã số 5, giá 500.000 ạ, 500.000 nha. Tiếp theo mã số 6, số 6 thì sẽ có một con cần 2 khúc, con này là cần dây trong 2 khúc cho mình. Đây, cần dây trong 2 khúc. Con này của hãng là Suyumi, độ dài của con này là 2m4, độ cứng là 30, của dòng Alpha King. Những dòng đều là hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Con này thích hợp cho anh em về có thể là câu ngâm, câu lăng xê, hoặc mình lên khoen cũng được nha. Mình lên khoen mình câu ngâm này, câu lăng xê, câu lua. Độ cứng 30 thì cũng dạng mềm, ngọn thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly, đóng semi chống đổ, đầu bu Fuji này. Đây, đầu bu Fuji nha. Đây, tổng thể thế này. Cần hai khúc dây trong, hàng nội địa Nhật của Suyumi. Tay cầm thì bằng cán mút và bắt là bắt vặn thường nha, HPS 20. Đây, tổng thể thế này. Khoen xít ạ. Cần dây trong 2 khúc 2m4, độ cứng 30, con này rất là nhẹ luôn, trọng lượng là 230g, mã số 6, giá 400.000 ạ. Tiếp theo mã số 7 sẽ có một con cần dây trong, con này thì cần dây trong của Suyumi luôn như này. Đây Suyumi hàng Korea xuất thị trường Nhật, có tem vàng này. Con này là cần rút của dòng Sliver Cutter, độ dài là 3m nha. 3m, cần dây trong cần rút. Pack con này là bắt gập Fuji F6 và khoen con này thì khoen xích nha. Đây khoen xích cho mình. Có cái độ con này thì tương đối cứng nha, tính ra mà cần câu đài á, câu tay thì con này nó rơi cho mình tầm khoảng vào 6-7H á, ngọn lớn, ngọn tầm khoảng vào hơn 3 ly nha, 3.2 ly, hỗ trợ một cái đầu bu Fuji này, môi trề cho mình. Đây phôi rất đẹp nha, carbon xoắn vân. Đây đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đây, con này cần rất đẹp cho nên cần đi kèm cho mình là 3 lóng ạ, độ dài con này là 3m. Đây cần là 3m nha, thích hợp để câu ngâm, câu lăng xê vẫn được, cần dây trong. Con này thì mình có thể là về mình câu đài vẫn được nha, câu đài rất là cứng. 3m, trọng lượng của con này là 220g, ngọn 3 ly, tầm khoảng 3.2 ly, mã số 7, giá 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 8, số 8 thì sẽ có một con cần gấp khúc như này, con cần tay gấp khúc, con này rất đẹp nha, con này có hạ lóng nha này, đây hạ lóng này, đây tổng thể con này như thế này. Con này thì nó sẽ đi kèm cho mình một cái bao vải này, đây một cái bao vải zin theo cần nha, đây một cái bao vải zin theo cần cho mình đây, đây thông số y chang nhau như này. Bao vải zin theo cần thì nó sẽ phụ kiện, sẽ kèm cho mình là hai cái đắp chụp zin, hai cái đắp chụp zin, một cái bao vải zin. Thì con này độ dài của cần á thì đo được cho mình là 5m4 như này, 5m4, có chế độ zoom là 6m3, con này kèm cho là 7 lóng. Đây, thì anh sẽ hạ, con này là hạ lóng như này, không phải là zoom, anh nhầm nha, con này thì có hạ lóng cho mình. Đây, phôi của cần là phôi carbon xoắn vân, thì những cái dòng mà đều là hàng của mình là hàng nội địa Nhật hết này. Con này độ cứng tầm khoảng 3H, anh em về có thể là rosic đánh chép cũng được nha, đây cần rất đẹp. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly thôi. Đây, ngọn của cần nha. Ngọn rồi. Đây, ngọn cần thì ngọn 0.8 ly. Cần rất đẹp nha. Phôi con này là phôi carbon này. Đây, phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Cần rất là mới. Thì con này anh em ráp hết nha. Anh em ráp hết là 6m3. Thì trọng lượng của cần là 200g. Ráp hết cái này 6m3 nha. Còn anh em muốn mà hạ lóng á, thì mình bỏ cái lóng ra. Mình bỏ cái lóng ra nha. Thì mình hạ lóng xuống đây. Mình gắn vào khúc này nha. Đây này, là nó sẽ còn cho mình là 5m4 nha, 5m4. 5m4 thì nó sẽ nhẹ hơn, nó chỉ có 170g thôi. Đây có hạ lóng rất là tiện, là hai chế độ. Con này thì khảm sơn mài hết nha, rất đẹp. Đây tổng thể thế này. Thì con này nguyên bản nguyên zin, phụ kiện sẽ đi kèm cho mình là một cái bao vải và hai cái nắp chụp zin theo kèm, và sẽ có hạ lóng nha. Đây có hạ lóng cho mình này, 5m4 6m3. Thì 5m4 là 170g, 6m3 là 200g, mã số 8, giá là 1.200.000 nha. Đây 1.200 cho mình. Cần rất là đẹp và mới. Rồi tiếp theo thì mã số 9. Số 9 thì sẽ có một con cần tay rút, con này cực đẹp như này, con cần tay rút hàng nội địa Nhật này. Phụ kiện con này đi kèm cho mình là sẽ kèm với mình là một cái nắp chụp và một cái bao vải zin kèm thế này. Cần tay có mã số 9 là một cần tay carbon, cần tay rút, độ dài con này là 5m4 như này, 5m4. Đây phôi carbon xoắn vân rất đẹp nha. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn nhỏ, những hàng Nhật thì nhỏ thôi, trong 3H thì anh em là kéo vô tư rồi. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 0.8 ly, nhỏ nhất trên này là 0.8, gần 1 ly á.
thì độ cứng của cần nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 3 hát thôi. Đây phôi rất đẹp nha, phôi carbon này, đây, phôi carbon xoắn vân hết nha, toàn thân rất đẹp. Đây còn thì còn rất là mới. Con này tổng thể thì sẽ kèm một cái nắp chụp bao vải, nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%, độ cứng tầm khoảng 3 hát thôi. Đây tay cầm con này á thì được làm nhám, được cuốn chỉ như này, nhám và cầm rất chắc tay. Chỗ này có một chiếc nhẫn như mình này, đây nắm bắt từ rất đẹp và mới. Con này trọng lượng của cần là 195g nha, phối rất là dày, mã số 9, giá con này là 800 ngàn. Còn đến chép vô tư như này, cho mình xem phôi này, đây. Phôi này mình chép chiếc rô là ok luôn, nắm bắt từ rất là đẹp. Rồi giá cho mình là giá 800, mã cần là mã số 9 á, cần tay đắp, cần tay rút như này, còn là cần tay rút 5m, đắp chụp bao vải kèm. Mã số 10 thì sẽ có một con cần tay, con này thì cần ISO đã hạ cần tay, thì em đã quấn chỉ chống nổ và lên kéo cho mình rồi này. Đây, cần ISO hạ tay, cần này của hãng là Suzumi, độ dài 5m3, độ cứng 2, con này độ cứng tầm khoảng vào 3.5h, hàng Korea xuất thị trường Nhật, tem vàng nha. Con này còn mới này, tay cầm con này á, tôi được quấn nó còn nguyên cái siêu chưa bóc nha. Đây, con này còn rất là mới. Đây, 5m4 cứng 2. Thì con này ngọn của cần thì hạ xuống thì nó sẽ lớn, ngọn tầm khoảng 1.6 ly, độ cứng tầm khoảng 3.5h. Còn đến chép vô tư, phôi của nó là phôi carbon xoắn vân, thì đã được cuốn chỉ này và lên kéo hết rồi, trong cuốn chỉ chống nổ, phôi còn rất là đẹp. Đây, cần rất đẹp và mới nha. Tổng thể thế này, con này thì như là đánh chép là thoải mái cho mình luôn, tại vì con này phôi rất là dày, những cái dòng ISO á, ISO tại em biết rồi, phôi cực kỳ dày nha, để cho mình xem. Đây, con này thì nếu bạn em lấy ra thì không rút cái ngọn vào nó sẽ bị hay dắt ngọn nha. Thế này, đây, phôi này, con này phôi này mình chép á, chép vô tư như này, chép 5-7 kg thoải mái cho mình luôn này, công vút, phôi còn rất là mới. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 2, thì còn để cho mình giá rẻ như này. Trọng lượng của cần là 250g, phôi rất là dày, mã số 10, giá con này là 550 ngàn cho mình ạ. ISO hạ tay thì đánh rất là ngon. Tiếp theo thì mã số 11 thì sẽ có một con cần tay rút, con này thì cần tay rút, độ dài cần là 6m3, hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật em, đây có tem đầy đủ nha. Tay cầm của nó thì được làm nhám, đây nắp chụp xoay bạn bằng inox này, tổng thể thế này, phôi carbon xoắn vân. Con này ngọn của mình á thì ngọn zin kèm cho mình là ngọn 1.5 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 4h, đánh chép thoải mái như này, đây 4h nha. Phôi của mình là phôi carbon, đây carbon xoắn vân toàn thân, ở trong cái lóng ngoài thì sẽ có xây xước sơ sơ, còn các lóng ở trong còn rất đẹp này. Đây con này về đánh chép như này, 6m3 đánh chép rất là ok. Tổng thể thế này, độ dài của cần là 6m3, cần tay rút, phôi carbon xoắn vân, còn nước sơn còn rất là mới này, hàng Korea xuất thị trường Nhật. Thì những con này sẽ không có nắp chụp và không có bao vải kèm nha, tại vì hàng bãi về thì em sẽ báo rõ tình trạng cho mình trên video rồi. Trọng lượng con này thì cần được cho mình là 250g, ngọn 1.5 ly, mã số 11, giá 1 triệu ạ. 6m3 cứng 4h nha, hàng Korea. Tiếp theo mã số 12 thì sẽ có một con cần, con này thì là cần fly nha em, cần fly câu suối. Đây fly câu suối rất là nhẹ nha và mềm. Cần fly carbon, con này có độ dài cần là 8,05 ft, nó rơi cho mình tầm khoảng 2m4 hơn xíu thôi, tính tầm khoảng 2m4 nha, cần fly carbon. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha, đây tem vàng đầy đủ. Tay cầm con này á thì nó được còn cái nguyên cái siêu và bọc bằng cán vần nha, cán vần cho mình, còn phát là bắt vặn bằng inox này. Đây fly thì rất là nhẹ. Con này thì độ dài của người là 2m4, thì ngọn con này rất là nhẹ nhỏ nha, ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly thôi. Đây phôi carbon xoắn vân này, 1.8 ly. Đây khoen con này là khoen inox nha. Đây khoen cần là khoen inox. Đây, tổng thể thế này rất đẹp nha. Con này độ cứng của cần thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào thăng 3 đến thăng 4 thôi. 2m4 cần fly, con này hàng nội địa Nhật, trọng lượng con này rất là nhẹ luôn, chỉ có cho mình là 95g, mã số 12, giá cần là 600 như này. Đây giá 600 ngàn. Fly thì câu suối nó chỉ nhỉnh hơn tầm khoảng vào ngang UL nha, ngang UL đối với cần lua thôi. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần lua máy ngang, con này thì nó còn nguyên cái bao vải zin nè, một cái bao vải thì em sẽ gửi kèm cho mình nha. Đây, còn máy ngang thông số như sau. Cần lưu máy ngang, con này của dòng là Powerbit nha em, hàng Korea. Đây, thông cái bao vải zin của cần nha. Con này thì dòng sang hàng cho mình Bass Hunter. Độ dài cần là 1m65, hàng Korea nha em. Đây, made in Korea, 1m65, đi kèm là 2 khúc. Thông số tải mồi là max cho mình là 21g, từ 5 đến 21g, tải cá từ 8 đến 7 lp.
Con này tải cá tầm khoảng vào 8kg nha, thoải mái cho mình nha, tầm khoảng 8kg mát. Tay cầm cán mút bát vặn carbon, khoen của mình là khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji loại xích xích đó này. Còn này thì máy ngang nha. Thích hợp cho nên mình có thể là câu lua lóc, lua chẽm đều vô tư này. Cẩn là mới. Thì phụ kiện đi kèm cho mình là sẽ có một cái bao nha. Đây một cái bao vải xin kèm cho mình. Đây, tổng thể thế này. Độ dài còn là 1m65, độ cứng N M. Trọng lượng con này thì rất là nhẹ luôn, 100g, ngọn 1.8 ly, mã số 13, giá 500.000. 500 ạ. Tiếp theo mã số 14. 14 thì sẽ có một con cần lua. Con này thì cần lua máy đứng 2 khúc. Con này khoen thường thì sẽ bán cho mình rẻ hơn. Đây. Cần lua carbon. Con này có dòng Mega Rudy. Độ dài con này là 6 feet là 1m8, độ cứng là ML. ML thì cũng dạng vừa như này, không cứng không mềm lắm. Tay cầm thì bằng cán bần này, bắt vặn carbon. Và khoen con này đều là khoen nhôm nha. Đây khoen của cần là khoen nhôm như này. Con này cần rất đẹp nha. Ngọn của cần thì đo được cho mình là ngọn tầm khoảng 1.8 ly. Độ cứng ML, ML thông số tải 10 mét cho mình tầm khoảng 14g. Thì lua lóc lua chẽm được rồi, dạng du cảm giác thôi. Đây cần rất đẹp nha. 1.8. Trọng lượng con này thì cần được cho mình là 100g thôi, ngọn tầm khoảng 1.8 đến 2 ly á, mã số 14. Giá là 400.000 nha. 400 cho mình này. Đây rất đẹp nha. Khoen là khoen nhôm cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số là mã số 15. 14, mã số 15. 15 thì ở đây sẽ có cho mình một con cần lua Matic như này. Đây con cần lua của dòng Shimano Matic. Con này độ dài của cần là 8.6 thì con này sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 2.58 thì con này bị hụt 10 cm nha. Đây có dòng lua Matic này. Đây bị hụt thì em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. Đây hụt 10 cm nha này. Rồi những dòng lua Matic này thì đều là hàng China xuất thị trường Nhật hết, có mã code nha này và cái tem vàng đầy đủ hết này. Đây tem vàng đầy đủ. Thì con này độ dài của cần là 2.58, độ cứng ML. Hiện tại con này rơi cho mình tầm khoảng độ cứng M. Thông số tải mồi thì cũng tầm khoảng 30g. Tại cá mát thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 8-9kg là vô tư nha. Tay cầm thì bằng cán mút và bắt là bắt vặn của dòng Lumatic Fuji. Dàn khoen cũng cần là dàn khoen Fuji nè, lọ xi đất xít hết. Thì hiện tại con này nó còn cho mình là 2m48, tầm khoảng 2m rưỡi. Thì ngọn con này đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây ngọn 2.2 ly nha. Con này thì hiện tại nó cứng cho mình N M, phôi carbon xoắn vân. Thì bên Nhật người ta đã thay cho mình cái đầu bu chống xoắn rồi này. Đây và phôi carbon xoắn vân của Lumatic. Thì hiện tại cũng cần là 2m rưỡi, con này rất là nhẹ luôn. Trọng lượng con này thì cần được là 130g thôi. Mã số 15, giá 700 nha này. 700.000 ạ. Đây, 700 nha. Cần có rất là đẹp. Hiện tại đã còn cho mình tầm khoảng 2m48, 2m rưỡi ạ. Rồi tiếp tục mã số 16 thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc. Con này cần lưu cắn bần cho mình này, cần carbon nha. Cần lưu 2 khúc carbon, con này cũng xong là Cross Wagon. Đây cần carbon nha. Độ dài con này là 8 feet là 2m4, độ cứng là ML. Thông số tải mồi là từ 7 đến 21g, tải cá từ 8 đến 20 lp, mát tầm khoảng 10 kg cá. Thì tay cầm con này thì bằng cán bần nha, cán bần còn nguyên cái siêu chưa bóc này. Đây. Và bát là bát vặn carbon này và khoen con này là khoen thường như này, khoen thường gold và lõi sứ này. Lõi sứ rất là lớn nha. Con này khoen đề bao của nó thì tầm khoảng 40, nó bằng những khoen dạng khoen 40 cho mình. Độ cứng là ML thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Còn lưu lóc lưu chẽm đánh hơi nhớ thật được này. Phôi carbon xoắn vân. Và khoen là khoen gold như này. Khoen gold, khoen thường, khoen đề ba rất là lớn. Đây, dòng thì đánh rất là tốt nha. Tại cá tầm khoảng vào 10kg là vô tư cho mình luôn. Để có tem vàng đầy đủ. Độ dài 2m4, cần lưu 2 khúc máy đứng. Độ cứng ML, trọng lượng con này thì cân được cho mình là nhẹ nha anh em, 190g. Mã số 16, giá là 750. Đây, 750.000 ạ. Cần rất là ok nha. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần lưu 3 khúc máy đứng. Con này thích hợp cho anh em lưu gần nha. Đây, cần lưu 3 khúc máy đứng. Cần lưu 3 khúc máy đứng, cần này của hãng là Suzumi, của dòng Top Shotter. Độ dài là 3m3, còn độ cứng tầm khoảng với N M nha, 11 feet tại 3m3. Thông số tải mồi từ 7 đến 21g, tải cá mát cho mình là 20 lp, tầm khoảng 10 kg cá là vô tư. Dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji, 3 chân hết, loại xi đá đen. Con này ngọn cần thì ngọn lớn như này, ngọn của cần là ngọn 2.2 ly. Những cái dòng mà theo em có thể là lưu gần nha, lưu gần hoặc lưu lục bình cũng được nha. Đây có tem vàng hàng nội địa đầy đủ nha, để cho mình. Tay cầm thì bằng cán mút và bát là bát vặn Fuji DPS. Đây tổng thể thế này. Cái con này thì nó có sẽ có cái định vị nha. Cái này là định vị lóng như này. Để này mình dắt vào á, nó khỏi lịch khoen nha. Để khoen nó thẳng cho mình rất là dễ. Con này khoen đề ba của người là khoen lớn. Khoen đề ba con này là khoen 40. Khoen 40 thì khoen lớn nha. Dạng như là lớn nhất cho mình rồi. Thì mình rất là dễ ra mồi. Rồi cần lưu 3 khúc máy đứng của Suzumi, hàng nội địa Nhật. 3 khúc, trọng lượng của cần thì là 300g, ngọn 2.2 ly, mã số 17. Giá là 1 triệu nha. Đây, giá 1 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 18. Con này thì em thanh lý và mong anh nha này. Đây con này hàng Mỹ mua về chưa câu lần nào nha. Cứng quá, không câu.
không câu được, và mấy ngàn nữa. Rồi thông số con này như sau này. Con này là cần một khúc. Con này có sản là Monster Fit, hàng nội địa của Mỹ như này. Đây con này thì ông anh thanh lý dầm của USA, đây hàng Mỹ cho mình nha. Con này mà anh em có thể là câu biển này, con này xích biển á. Chứ những dòng như là cá thu, cá cờ đồ này, cá lớn như này. Rất là ok luôn. Bóp đồ này kia là vô tư. Con này thì thông số như sau. Độ dài con này là 55 feet, 55 feet là 1m65 như này, 1m65. Tải mồi là mát là 220g này, từ 100 đến 200g. Con này tải tận mát là 12kg nha. Hàng Mỹ thì bao luôn rồi. PE thì mát là thằng 7 cho mình. Và khoen con này đều là khoen xích như này. Đây, dàn khoen full xích hết. USA. Cực kỳ chắc chắn nha, máy ngang cho mình. Đây cho mình xem kỹ này. Đây. Fuji nha. Những cái dòng mà thường của Nhật á thì là Fuji Japan, còn những dòng mà thì Fuji USA hết. Thì tay cầm bằng cán mút và bắt là bắt vặn này, Fuji USA, khoen là khoen ba chân. Những cái dòng máy ngang thì khoen sẽ nhỏ hơn. Và phôi con này là phôi carbon xoắn hai da hết. Con này mới như này. Mới là mua 4 triệu rưỡi nha, 4.500.000. Con này chưa xài một lần nào luôn. Ngọn con này thì là 3.2 ly. Hỗ trợ đầu bu full xích. Đây, từ đây đây là dạng lên ngọn tháp nha. Thì phôi chỉ là carbon xoắn hai da. Trên này thì là carbon dạng ngọn tháp ngọn đặc này. Hàng Mỹ cho mình. Con này mua mới là 4 triệu rưỡi thì chưa xài một lần này luôn nha. Đi câu một lần nhưng mà câu nó cứng quá thì không câu được nên đem về. Chưa xài một lần luôn. Hàng Mỹ cho mình, mua 4 triệu rưỡi. Thì con này trọng lượng của cần thì cần là 250g, mã số 18, giá 2 triệu rưỡi nha. 2.500.000. Thanh lý. Mới chưa sử dụng qua. Đây. Khoen là khoen Fuji 3 chân xích hết. Cực kỳ cứng như này, con rất là cứng nha. Con này tải mất 220g rất là cứng. Anh em xích những con mồi lớn á thì vô tư. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con cần máy ngang. Con này thì cũng dạng cho anh em mình câu rít, câu biển hoặc mình câu lô cũng được nha. Con này cần cắm gốc, con này thì nội địa Nhật cho mình. Rồi con này thì mã số. Mã số con này thì là mã số 19. Con này là cần cắm gốc, cần máy ngang của dòng Cosin. Đây thông số này. Cần cắm gốc của dòng Cosin, độ dài con này là 2m7 feet, là 2m1. Độ cứng N M, N M rất là cứng. Con này nó cứng tầm khoảng vào MH như này. Nó cứng cũng ngang ngửa cái con Mỹ hồi nãy á. Khoen của nó con này là khoen full xích thế này. Đây khoen full xích 3 chân hết. Tổng thể thế này. Có rất là cứng nha. Nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full xích này. Con này ngọn cũng cần đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây tổng thể thế này. Những cái chỗ này thì mình về vệ sinh là sạch nha. Đây nó dính dơ thôi. Hàng về thì chưa có lau kỹ như này. Và khoen full xích hết. Đây tổng thể thế này. Con thì còn rất là mới và ok hết. Con này thì hàng có mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây nội địa Nhật này, Fuji Japan. Đây Fuji Japan như này. Tay cầm con này thì được bọc một cái màng con nhựa xin đau cơ từ bên Nhật về. Và bát con này bắt vặn này, đây, bắt vặn Fuji Gold là máy ngang luôn. Con này cần cắm gốc, cắm gốc thì nó sẽ tiện cho mình một xíu. Rồi độ dài cũng là 2m1, thế là mình câu xích câu biển, độ cứng con này rất là cứng, nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào M đến MH à. Và dạng khoen full xích 2m1 cắm gốc máy ngang. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 310g, mã số 19, giá 1 triệu như này, 1 triệu cho mình ạ. Rồi tiếp theo mã số 20 sẽ có một cần Hechi 2 khúc, con này sẽ để cho mình câu bè nha, câu bè câu ngâm. Cần Hechi 2 khúc, cần carbon của dòng Mitty, độ dài con này là 1m8. Đây, những dòng thì nội địa Nhật nha, tem đầy đủ. Thì tay cầm con này nó được quấn cho mình một cái chỉ nha, cho mình cầm chắc tay, sau này có buộc cho bảo hiểm. Bắt là bắt vặn phát gập Fuji F6 và khoen là khoen Fuji xứ xám. Đây, ba chân hết này. Khoen Fuji xứ xám 3 chân nha, tổng thể thế này. Ngọn con này thì dạng ngọn đặt ngọn tháp 1m8, ngọn cần thể đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 20 đến 30, tính vào những dòng Hechi nha. Những dòng Hechi cho mình. Đây khoen bát Fuji xứ xám, 1m8 Hechi, cứng tầm khoảng 20 đến 30. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 150g, mã số 20, giá 500 như này, 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 21 thì sẽ có một cần Hechi, con này thì nó sẽ kèm cho một bao vải này, màu vàng, con này thì nhẹ hơn. Cần Hechi, con này dạng là Hechi Kada nha. Nó rất là mềm. Mã số cần là mã số 21, độ dài con này là 1m8, phôi carbon xoắn vân. Thì con này hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Tay cầm của nó thì được quấn chỉ và dây mây, cho là cầm rất chắc tay. Bắt gập Fuji F6, khoen của nó là khoen Fuji 3 chân xứ xám này. Đây. Ngọn con này thì dạng ngọn đặc ngọn tháp, con này ngọn rất là nhỏ nha. Ngọn con này thì đo nhỏ nhất cho mình trên này là tầm khoảng vào 0.8 ly thôi. Đây 0.8 ly. Thì độ cứng con này nó rơi cho mình tầm khoảng từ 10 đến 20 thôi. Trông rất là mềm. Con này dạng là Hechi Kada, cho mình câu bè nha, nội địa Nhật. Của 8, phụ kiện sẽ kèm một cái bao vải kèm. Trọng lượng con này thì cân được là 132g, mã số 21. Giá cũng 500.000 như này, 500.000. Tiếp theo mã số 22 thì con này dạng cắm gút lỡ. Con thì mình đánh bạo lực hơn như này.
con này thích hợp bằng câu ngâm câu lăng xê. Đây con này thì độ dài của cần là 2m1, đây cần carbon nha, 2m1. Cây ngọn con này rất là cứng, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80 này, 2m1 cứng tầm khoảng 50 đến 80, hàng nội địa Nhật nha. Đây Fuji Japan như này, Fuji Japan cho mình này, tổng thể thế này, bắt gặp Fuji F7, dàn khoen này dàn khoen Fuji ba chân này, lọ xi đá xám hết. Đây Fuji ba chân lọ xi đá xám nha. Ngọn của cần thì là dạng ngọn đặc ngọn tháp, nó sơn màu trắng cho mình này. Con này thì độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80, ngọn con này là ngọn 2 ly, đây ngọn 2 ly nha, khoen Fuji xứ xám 2m1. Con này thì cân được cho mình là phơi tương đối dày như này, con này trọng lượng của cần thì cân được là 300g, mã số 22, giá con này để cho mình là cũng là 500 như này, 500.000 thôi, rất là cứng nha, cùng ngâm lan xe 500. Tiếp theo thì mã số 23 thì sẽ có một con cần hai khúc của Shimano, con thì độ cứng cao, thích hợp cho nên này mình câu ngâm lan xe đến biển câu bè đều được này. Cần hai khúc của hãng Shimano, độ dài con này là 2m1, hàng nội địa Nhật nha, nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ đây, và phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da. Thì con này ngọn của cần là ngọn đặc ngọn tháp, chỗ tháp khúc này, và dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji này, ba chân xứ xám hết. Con này ngọn của cần thì đo sát cho mình được trên này là ngọn 2.8 ly, độ dài cần là 2m1, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng từ 80 đến 100 nha, đây 80 đến 100. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là pad vặn này, Fuji vàng, Fuji chữ vàng nha. Đây tổng thể thế này, phôi carbon xoắn này, xoắn hai da, tay cầm cán mút. Độ dài của cần là 2m1, con này trọng lượng cần thì cân được cho mình là 270g, mã số là mã số 23 nha này, 23 ngọn 2.8 ly, giá 800 nha, đây 800.000, phôi hay da. Rồi cuối cùng là mã số 24 thì sẽ có một con cần hai khúc, con này chuyên dụng cho nên mình đánh tra, đánh chim, đánh bạo lực được nha. Cần hai khúc của hãng Alpha Tackle nha, Alpha Tackle hai khúc, độ dài con này là 2m7, độ cứng 80, con dòng Alpha Tackle, dòng Pro Fighter, hàng Korea nha, Alpha Tackle. Khoen con này là khoen Fuji, khoen lá. Ngọn con này thì ngọn lớn, độ cứng 80, thì dạng vực cứng, thì ngọn cần là ngọn 3 ly. Con này thì anh em có thể đánh nha, nhiều địa hình nha, đánh cá tra, cá chim, những dòng mà thì kéo cá tầm khoảng 10-20 kg vô tư này. Đây khoen lá, hàng Korea, 2m7 cứng 80. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là pad vặn Fuji DPS. Đây cần rất đẹp nha, dàn khoen lá cho mình. Cái chỗ này thì được cuốn chỉ màu đỏ khúc này thôi, còn lại là chỉ zin hết này. Đây cần đẹp nha. Con này phôi cũng tương đối dày, trọng lượng con này thì cân được cho mình là 290g, mã số 24, giá 1 triệu như này. Đây giá cần là 1 triệu cho mình ạ. Rồi tổng thể thì ở đây sẽ có cho mình là 24 mẫu cần. Anh em ơn mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại nha, hoặc qua Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Ship có toàn quốc 30.000 một đơn thì hàng mới được cập nhật liên tục. Anh em sẽ được giao cho em được đăng ký bật thông báo để bây giờ thêm em lên anh em nhận thông báo sớm nha, vào tham khảo các mẫu cần ạ. Rồi chúc tất cả anh em nha có một ngày tốt lành, đi cầu nhiều cá nhiều sức khỏe, hẹn gặp video lần sau.